Xin chào các bạn, chúng ta chỉ mới không nhìn vào thị trường tài chính cũng như là crypto chỉ mới có 1-2 ngày mà giá cả đã thay đổi rất nhiều Các bạn thấy được là trong vòng chỉ có 1-2 ngày mà thị trường chứng khoán đã có sự dao động rất là lớn và đã đi xuống rất là mạnh Tuy nhiên hôm nay chúng ta thấy có một cái sự hồi phục và ngược lại các bạn thấy được là giá cả của crypto Nhất là chúng ta nói tới Bitcoin này có cái sự tăng trưởng rất là mạnh trong vòng 2 ngày qua Tuy nhiên hôm nay là đi xuống một phần ở mức là 9.488 và hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2020 và là thứ năm tại Hoa Kỳ thường nào ở Cali và tôi muốn đem đến cho các bạn một số những cái tài liệu mà hy vọng là giúp ích được cho các bạn hiểu được tình hình của thị trường tài chính và thị trường Bitcoin trong vòng 2 ngày hôm qua là như thế nào. Thì đầu tiên cũng như là thường lợi chúng ta trước hết hay nói tới một số những cái chỉ số của chứng khoán nói chung Sau đó chúng ta sẽ đi sâu vào những gì đã xảy ra trong thời gian một hai ngày qua Thì các bạn thấy được là chứng khoán hôm nay có cái sự hồi phục Tuy nhiên là hồi sáng này có cái sự đi xuống Nhưng mà cuối cùng kết thúc cũng đã hồi phục là một phần Chúng ta nói tới đây chính là chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ Thì chỉ số Dow Jones các bạn thấy đã tăng 1,62% chỉ số S&P 500 đã tăng 1,15% và chỉ số Nasdaq đã tăng 0,91%. Và khi chúng ta nhìn vào cái chỉ số của châu Á của Asia hiện tại thì các bạn thấy được là ở Nikkei, có nghĩa là chỉ số Nikkei của Nhật Bản là có cái sự đi xuống 0,31%. Shanghai thì hầu như không có sự thay đổi, chỉ có xuống 0,04% và Hang Seng của Hồng Kông thì cũng không thay đổi nhiều, các bạn thấy là xuống 0,11%. Và chúng ta nhìn vào ngày mai sẽ ra sao thì các bạn thấy được là chỉ số futures của Dow Jones chứng khoán Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là Dow Jones futures bây giờ là đi xuống 0,31%, S&P 500 futures là xuống 0,27% và Nasdaq futures là không có sự thay đổi các bạn thấy là chỉ xuống 0,09%. Có nghĩa là nếu tiếp tục thì ngày mai chúng ta sẽ thấy một cái sự xuống giá của chỉ số Dow Jones và chỉ số S&P 500. Nhìn vào dầu thì các bạn thấy được là dầu thì cũng có cái sự tăng trưởng một ít chúng ta vẫn xoay quanh cái mức là khoảng 26 27 đô la cho một thùng dầu đây là cái giá hợp đồng tương lai mà đáo hạn tháng 6 này và chúng ta nhìn vào vàng thì các bạn thấy là cái sự tăng trưởng cũng có nhưng mà rất là ít hôm nay tăng 0,1% ở cái mức là 1742 các bạn có nên nhớ là cách đây hai ngày chúng ta nhìn vào chỉ số của thị trường dầu thì các bạn thấy được là cũng xoay quanh cái mức là khoảng 1725 thì cũng không có sự thay đổi nhiều so với lại cái sự thay đổi khi các bạn nhìn thấy được cái sự tăng giá của Bitcoin chỉ trong vòng có hai ngày mà các bạn thấy được là đã tăng ở cái mức thấp nhất trong hai ngày qua là 8.822 lên tới cái mức cao nhất là 9.945 bây giờ trở lại là 9.494 dù sao đi nữa các bạn thấy được là sau khi mà hai bên kết thúc đây cũng là một cái giá cả mà nhiều người hài lòng ít ra chúng ta không thấy được cái sự sụp giá ngay lập tức và ngoại trừ Bitcoin ra thì các bạn thấy được là những đồng lớn thì cũng có cái sự tương tự Đương nhiên là bây giờ là nhiều đồng vẫn tiếp tục đi theo Bitcoin thì các bạn thấy được là các đồng bây giờ trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua thì không có sự thay đổi nhiều Bitcoin tăng 2,3% thì những đồng lớn như là Ethereum thì tăng 1,2% Còn Bitcoin Cash, Bitcoin SV như là Litecoin hầu như không có thay đổi và EOS tăng 3,3% Và các bạn thấy có một điều là cái đồng Tether bây giờ đã đứng hạng thứ ba các bạn đã nhớ là cách đây hai ngày thì tether nghĩa là đồng ổn định usdt là đứng hạng thứ tư nhưng mà bây giờ đã chính thức qua mặt đồng XRP điều này là một điều mà mình thường nghĩ là làm cho nhiều người rất là bất ngờ nếu như mà chúng ta nhìn lại cách đây hai năm hay là một năm thì khi mà chúng ta thấy được cái sự ra đời của các đồng ổn định như là chúng ta nói tới đồng usdc nghĩa là usd coin hay là đồng TUSD, đồng Gemini Dollar, đồng Paxo Standard. Đây là những đồng ổn định mà chúng ta có thể sử dụng. Nhưng mà cuối cùng các bạn thấy được là cái đồng ổn định mà có nhiều giao dịch nhất, có cái khối lượng cao nhất vẫn là đồng Tether USDT. Và phần lớn cái số lượng Tether được sử dụng là ở hai nơi, một là ở châu Á, hai là ở châu Âu. Còn ở Hoa Kỳ thì không sử dụng nhiều. Đây là một cái thống kê được đưa ra bởi Coinmetrics trong một bài viết chia sẻ cách đây khoảng chừng 2 ngày thì các bạn thấy được là tổng số vốn hóa của đồng Tether bây giờ đã lên tới 8,6 tỷ đô la và đặc biệt ở đây các bạn thấy được là trong thời gian rất là ngắn cái sự tăng trưởng của đồng Tether đã rất là nhiều chúng ta nhìn vào biểu đồ ở trên CoinGecko các bạn sẽ thấy được là khi chúng ta nhìn vào chart nhìn vào cái biểu đồ chúng ta nhìn vào market cap các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào trong vòng 90 ngày qua thì 90 ngày trước đây tổng số đồng Tether tính theo vốn hóa chỉ có 4,2 tỷ đô la mà bây giờ các bạn thấy được là chỉ trong vòng uh, cái thời gian rất là ngắn có nghĩa là từ lúc mà chúng ta thấy được là 4,2 tỷ đô la hồi ngày 6 tây tháng 3 cho đến ngày hôm nay đó chính là ngày 14 tháng 5 mà cái số lượng đồng Tether đã tăng lên một con số chóng mặt đã tăng lên tới 8,8 tỷ đô la nhiều người bây giờ thì cho là đồng Tether in ra để mà bơm vào thị trường để đẩy giá Bitcoin lên. Các bạn nghĩ sao thì các bạn hãy comment phía dưới. Đây là một cái chỉ trích mà chúng ta đã nghe nói rất nhiều trong vòng 2 năm qua. Nhưng mà điều mà thuận quan tâm hơn là cái sự nguy hiểm khi mà mọi người vẫn tiếp tục dựa vào đồng Tether là một đồng mà rất nhiều tiền đang lưu trữ ở đó lỡ như mà đồng Tether có vấn đề gì tuy nhiên các bạn thấy được là trong vòng hai ba năm qua có rất nhiều chỉ trích nói là công ty tether in thống có nghĩa là cái số lượng đồng tether in ra thì không có bất cứ một vật nào hỗ trợ đồng tether đó có nghĩa là đồng tether này là in ra mà không có giá trị thì chúng ta cũng đã biết là trước đây công ty tether thì lúc nào cũng nói là cái đồng tether thì một đồng Tether được in ra thì trong ngân khố của công ty Tether sẽ có một đô la Nhưng mà sau đó thì nói là không có một đô la mà chỉ có một phần tiền Và cộng vào đó là một số những tài sản có giá trị Nhưng mà cho tới ngày hôm nay bao nhiêu năm qua chúng ta vẫn chưa thấy được Một cái giấy tờ kiểm toán hoàn chỉnh nào đến từ công ty Tether và những bạn nào mà mới tham gia vào thị trường này thì cũng nên biết là công ty Tether và công ty Bitfinex nghĩa là sang Bitfinex hai công ty này là cùng một công ty mẹ là công ty Ifinex lãnh lãnh đạo của công ty Tether cũng là lãnh đạo của sàn Bitfinex cho nên cái chỉ trích luôn luôn là công ty Tether in thống tiền ra sau đó đưa lên trên sàn của Bitfinex và sàn Bitfinex sẽ từ đó để mà lan tỏa đồng USDT đẩy giá cả của Bitcoin lên thì chúng ta cũng sẽ không nói riêng về đồng Tether trong video này nhưng mà Thùng cũng muốn chia sẻ với các bạn một cái hiện tượng mà chúng ta đã chứng kiến đó chính là đồng Tether đã chính thức trở thành đồng đứng hạng thứ ba khi nào thì đồng Tether mới có thể qua mặt được Ethereum trở thành đồng thứ hai thứ nhì thì các bạn thấy được là cái số vốn hóa của đồng Tether phải tăng lên 3 lần thì mới có thể qua mặt được Ethereum ở cái mức bây giờ là 22 tỷ đô la tổng phố vốn hóa còn Bitcoin thì các bạn thấy được là tới 173 tỷ đô la thì chúng ta trở lại trước hết hãy nói về thị trường chứng khoán và thông sẽ liên kết cái thị trường này với lại những gì mà chúng ta thấy được trong Bitcoin về mặt giá cả trong vòng 2 ngày qua thì các bạn thấy được là ngày hôm qua thì một cái điều mà nhiều người mong đợi đó chính là lời phát biểu của chủ tịch Powell, có nghĩa là chủ tịch của cục dự trữ liên bang Jerome Powell thì trong buổi phát biểu này ông ta đã nói gì mà làm cho cổ phiếu đi xuống mạnh hôm qua. Khi mà chúng ta nhìn vào giả sử như chúng ta lấy cái chỉ số S&P 500 để mà chúng ta hiểu rõ hơn thì các bạn thấy được là trong vòng 5 ngày qua thì chỉ số S&P 500 đã có cái sự đi xuống rất là mạnh mãi cho tới hôm nay mới hồi phục lại đã đi xuống bắt đầu từ cái bạn thấy được là ngày 12 tới tháng 5 đi xuống cho tới ngày hôm nay bây giờ mới hồi phục lại một phần thì tại sao lại đi xuống mạnh trong vòng hai ngày qua chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua thì các bạn thấy được là chủ tịch Powell trong cái cuộc họp thì đã nói những gì nói là bây giờ là chủ tịch Powell có cái nhìn rất là ảm đạm về thị trường trong thời gian tới đây Và đương nhiên cái nhìn của Chủ tịch Powell Đó chính là cái nhìn của Cục Dự trữ Liên bang Ảm đạm như thế nào? Ảm đạm ra nổi mà các bạn thấy được là câu nói Mà Chủ tịch Powell đã nói tới Đó chính là A level of pain that is hard to capture in words Có nghĩa là Một cái mức độ đau đớn Mà khó để có thể biểu tả được sử dụng từ ngữ Các bạn thấy được là Chỉ có một câu nói này thôi Cũng có thể làm cho nhiều người cảm nhận được Là cách nhìn về thị trường tài chính trong thời gian tới đây là ảm đạm như thế nào và chủ tịch powell cũng đã nói luôn là cái vấn đề liên quan tới lãi suất âm là một điều mà chủ tịch powell vẫn chưa nghĩ tới và cũng như liên bang cũng không có kế hoạch là sẽ có cái lãi suất âm mặc dù là các bạn thấy được là lần đầu tiên ở trong lịch sử của hoa kỳ chúng ta đã thấy được là cái hợp đồng tương lai khi mà chúng ta nói tới là giao dịch hợp đồng tương lai của fed fund nghĩa là hợp đồng tương lai lãi suất của Cục Dự Liên bang đã đi vào dùng lại xuất âm vào tháng 1 năm 2021. Nhưng mà bây giờ thì Chủ tịch Powell đã nói là ở mức zero nghĩa là ở mức 0% là cái mức thấp nhất mà Cục Dự Liên bang sẽ giữ lại sức ở thời điểm này sẽ không đi xuống lại suất âm. Tại sao? Tại vì bây giờ là Chủ tịch Powell nói là cái sự lợi ích khi mà đi vào dùng lại suất âm bây giờ vẫn chưa có rõ. Những cái quốc gia như là chúng ta thấy là ở Thụy Sĩ, ở Europe nghĩa là ở châu Âu và ở Nhật Bản thì khi mà đi vào vùng lãi suất âm có được sự giúp ích được cho cái nền kinh tế hay không không ai biết được cho nên bây giờ chủ tịch Powell không muốn mạo hiểm đi vào vùng lãi suất âm nhưng mà cục dự trữ liên bang sẽ tiếp tục dùng hết mọi biện pháp để mà hỗ trợ thị trường tài chính và chúng ta nói tài chính tài chính ở đây đó chính là thị trường tín dụng tại vì việc mà cục dự trữ liên bang có thể làm là bơm tiền vào trong thị trường tín dụng để cho hỗ trợ những công ty, họ có thể vay mượn được tiền để cho vốn hóa không bị kẹt lại. Thì các bạn thấy được là sau khi lời phát biểu của chủ tịch Powell đã làm cho cổ phiếu đi xuống rất là mạnh ngày hôm qua, tại vì bây giờ nhiều người cho thấy được là vẫn mong chờ là cục dự liên bang có cái bước kế tiếp có thể là đi vào lãi suất âm hay là đưa ra một số những cụ thể là sẽ làm gì để mà hỗ trợ thị trường sau khi mà có dịch bệnh thì lãi suất đã đi xuống 0% phần trăm rất là lẹ hồi tháng 3 fed giảm lãi suất hai lần liên tục chỉ số của chứng khoán đã tăng lên một ít nhưng mà sau đó lại tiếp tục đi xuống và bây giờ lãi suất âm đã không đủ Bây giờ là cần phải cục chiến liên bang bơm tiền vào trong thị trường, nhưng mà bơm tiền vào trong thị trường tín dụng cũng không đủ. Và bây giờ các bạn thấy được là quốc hội phải đưa ra những gói hỗ trợ để mà cứu vãn tình hình. Cho nên việc mà cục giữ liên bang có cái nhìn ảm đạm vào tương lai tới đây của thị trường tài chính mà không có những cái điều cụ thể được đưa ra từ Chủ tịch Powell đã làm cho nhiều nhà đầu tư cảm thấy là lo lắng hơn cổ phiếu xuống rất mạnh hôm qua đó là một trong những lý do chúng ta sẽ nói tới một lát nữa ngày hôm qua đã có hàng loạt một số những người nổi tiếng đồng loạt lên trên những cái đài truyền hình hôm qua và hôm nay lên trên những đài truyền hình như là CNBC và chia sẻ cảm nghĩ của mình về thị trường tài chính thị trường chứng khoán bây giờ thì cái số lượng tiền mà Cục Dự Liên bang đã bơm vào trong thị trường tài chính đã lên tới con số là 6,7 nghìn tỷ trong thời gian cực kỳ ngắn các bạn thấy được là số tiền này phần lớn là dùng để mà mua treasury có nghĩa là mua lại công trái phiếu có nghĩa là giấy nợ đến từ chính phủ để cho chính phủ có thể là có tiền để kích hoạt những cái gói hỗ trợ mà chúng ta đã nói tới và thứ nhì nữa là mua lại cái số tiền dùng để mà hỗ trợ thị trường chứng khoán bất động sản chúng ta cũng đã nói tới chứng khoán bất động sản à, trong một video cách đây khoảng chừng là hai tuần thì những người nào mà chưa hiểu rõ về chứng khoán bất động sản nó như thế nào thì cái cách hiểu đơn giản đó chính là khi một công ty nào đó một ngân hàng cho các bạn mượn tiền để mà mua nhà ở hoa kỳ thì cái số tiền cho các bạn mượn tiền đó nhà các bạn sẽ là thế chấp cho ngân hàng và cái nợ của các bạn cũng sẽ là một tài sản của ngân hàng nhưng mà ngân hàng hay là công ty cho vay thì không phải là có tiền mà không có đấy có nghĩa là sau khi họ cho các bạn mượn họ vẫn phải có tiền để cho người khác mượn và nếu như mà chờ các bạn trả tiền lại 30 năm sau 15 năm sau thì quá lâu cho nên những công ty đó là họ phải đem cái giấy tờ nợ của các bạn để mà bán cho thị trường tài chính thị trường chứng khoán để mà lấy lại tiền từ các nhà đầu tư để cho người khác mượn thì cái thị trường đó bây giờ là đang gặp rất nhiều khó khăn tại vì trong cái thời điểm này nhiều nhà đầu tư không muốn mua những chứng khoán mà được thế chấp bất động sản tại vì họ lo sợ là những người mà không có đi làm được những người mà không thu nhập họ có thể là quỵt nợ họ có thể là sẽ không trả tiền nhà cho nên bây giờ là cục chứng liên bang phải đi vào thị trường này và mua lại những cái cổ phiếu đó để bơm tiền để cho các công ty có vốn để tiếp tục cho vay đó là một cách hiểu đơn giản về cổ phiếu được hỗ trợ bởi bất động sản nó như thế nào. Và trong thời điểm này, các bạn thấy được là cái số tiền mà cục dự liên bang đưa vào trong thị trường tài chính để mà hỗ trợ thị trường về mặt có vốn lưu động là lên tới con số là 7 tỷ đô la mỗi một ngày. Có nghĩa là trung bình mỗi ngày là 7 tỷ đô la là cục dự liên bang phải bơm vào trong thị trường. Các bạn thấy được là một con số vô cùng lớn, nhưng mà điều này cũng không đủ để cho nền kinh tế có thể là đứng vững được. Các bạn thấy được là thị trường tài chính bây giờ vẫn cần sự giúp đỡ của quốc hội, có nghĩa là chúng ta vẫn cần những cái gói hỗ trợ chứ cái số tiền mà cục dự liên bang bơm vào trong thị trường để mà hỗ trợ về mặt tín dụng, số tiền đó không đủ và cổ phiếu đã đi xuống ngày hôm qua. Kế tiếp nữa thì các bạn thấy được là tin tức đưa ra là chúng ta nhận được những cái con số mới nhất liên quan tới thất nghiệp thì các bạn thấy được là cái số tiền mà trả thất nghiệp đã lên tới 48 tỷ đô la mỗi một tháng có nghĩa đây, đây là cái số tiền mà phải trả cho người dân khi mà người ta khai thất nghiệp bảo hiểm thất nghiệp thì các bạn thấy được là con số này thật ra là không phải là một con số đầy đủ nếu như mà tất cả mọi người đều được giải quyết bây giờ còn một số người vẫn chưa được giải quyết tiền thất nghiệp chứ nếu như mà giải quyết hết tất cả thì con số thực sự là lên tới 90 tỷ đô la mỗi một tuần Tại vì cái người thất nghiệp bây giờ đã lên quá cao, các bạn thấy được là tổng số người thất nghiệp bây giờ đã lên tới 36 triệu người mà trong thời gian chỉ có 2 tháng. Đây là cái thời gian mà ngắn nhất mà có cái sự thất nghiệp nhiều như vậy trong lịch sử của Hoa Kỳ, các bạn thấy được là lịch sử của Hoa Kỳ là từ năm 2008 lúc mà chúng ta thấy khủng hoảng tài chính thì thất nghiệp cũng không có tăng chữ mạnh như được cái đợt này. Và vì cái sự thất nghiệp đó đã làm cho nhiều người lo lắng hơn những nhà đầu tư Tại vì bây giờ là trong vòng 2 tuần tới đây là khoảng 95% của tất cả tiêu bang là mở cửa lại Nhưng mà bây giờ mở cửa lại thì rất rõ ràng là hoạt động không còn như xưa Cái số lượng người mà ra đường để mà tiêu tiền cũng không nhiều như xưa Khả năng thu nhập của các công ty cũng không phải là như xưa Bây giờ đã rất rõ ràng là cái nền kinh tế này Tuy là mở cửa lại nhưng mà để đạt được cái mức trước khi mà có dịch bệnh xảy ra là phải tốn một thời gian rất là dài nhiều công ty có thể là hai phá sản hơn, nhiều công ty sẽ tiếp tục sa thải nhân viên hơn, tại vì họ không có kiếm đủ thu nhập để mà tiếp tục hoạt động công ty như là trước đây. Và kế tiếp chúng ta sẽ nói tới là như vậy thì trong thời gian mấy tuần qua, tại sao chứng khoán lại tăng lên? Khi mà thấy được là chứng khoán có một cái sự hồi phục rất là nhanh, khi mà chúng ta thấy là chỉ số S&P đi xuống cái đáy là Khoảng ngày 22 tới tháng 3 Thì đã có một cái sự tăng trưởng rất là mạnh Từ ngày 22 tới tháng 3 tới ngày 14 tới tháng 6 Thì tại sao chứng khoán lại tăng lên Nếu như mà tình hình của nền kinh tế tệ như vậy Ai đang mua chứng khoán Thì chúng ta sẽ nói tới cái vấn đề này Và liên quan như thế nào đối với thị trường Bitcoin Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết Thì cũng như thường lệ Tất cả chỉ vì mục đích thông tin Và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này Hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn chưa theo dõi Thuận Capital trên các mạng xã hội mà các bạn muốn theo dõi thì các bạn có thể lên trang web thuậncapital.com và các bạn bấm vào giới thiệu sẽ dẫn các bạn đến cái trang như là các bạn thấy trên màn hình sẽ có những cái link như là link Facebook, Telegram và Twitter hay là các bạn muốn tham gia và tìm hiểu các sàn giao dịch crypto các bạn có thể bấm vào sàn giao dịch hay là các bạn bấm vào cái link trên màn hình tất cả link sẽ nằm ở phía dưới video này thì các bạn có thể là tìm hiểu và tham gia những sàn như là sàn margin FX hay là Bybit. Đương nhiên chơi margin có rất nhiều nguy hiểm không phù hợp với những bạn mới chỉ thích hợp những bạn nào mà có kinh nghiệm trading hay là các bạn muốn tham gia sàn Binance một sàn trade coin nổi tiếng hay là các bạn muốn tham gia sàn Coinbase để mà mua bán crypto trực tiếp từ ngân hàng nếu như các bạn là một người ở Hoa Kỳ tất cả link sẽ nằm ở phía dưới video này Bây giờ chúng ta hãy trở lại mà nói tới những người mà đầu tư nổi tiếng trong vòng 2 ngày qua đã nói gì về thị trường chứng khoán. Và thường biết tại đây sẽ là một cái video khá dài tại vì thật sự có rất nhiều điều mà thường nghĩ là các bạn cần nên biết về tình hình của thị trường tài chính cũng như là Bitcoin. Thì các bạn thấy được là khi mà cái thị trường đi xuống ngày hôm qua và một ngày trước đó thì rất nhiều người nổi tiếng đã đột ngột lên trên những đài truyền hình và chia sẻ cảm nghĩ của mình về thị trường chứng khoán và phần đông các bạn sẽ thấy được là có cái nhìn rất ảm đạm tương tự như là cái nhìn của chủ tịch Powell về thị trường chứng khoán trong thời gian tới đây đầu tiên chúng ta sẽ nói tới đó chính là Mark Cuban thì Mark Cuban nói là bây giờ không có lý do nào không có cách nào để có thể biết được là chứng khoán đang tốt hay đang xấu tại vì chứng khoán cái giá các bạn mua một cái chứng khoán trên sàn đó cái giá đó là phản ảnh cái suy nghĩ của mọi người về tương lai thu nhập của công ty đó nhưng mà bây giờ tương lai thu nhập của công ty như thế nào chúng ta cũng không biết được tại vì bây giờ mở cửa thì chưa mở cửa hết và cái sự mà sai tiền của người tiêu dùng sau khi mà mở cửa là ra sao chúng ta cũng không biết thì làm sao mà có thể là đánh giá chứng khoán được cho nên bây giờ Mark Cuban một tỷ phú đầu tư, một trong những người mà thường xuất hiện trên cái chương trình Shark Tank của Hoa Kỳ nói là không có hứng thú đối với phần lớn chứng khoán, đương nhiên có một số chứng khoán vẫn có được cái sự quan tâm tới từ nhiều nhà đầu tư tại vì những chứng khoán đó là những chứng khoán người ta đã gọi là chứng khoán ở nhà như là những chứng khoán mà người ta ở nhà người ta sử dụng dịch vụ của công ty đó rất nhiều như là công ty Netflix tại vì bây giờ nhiều người ở nhà thì người ta coi phim ở nhà thay vì ra ngoài đi chơi mỗi cuối tuần hay là công ty Amazon thì bây giờ các bạn thấy được là người ta ngại ra ngoài đường thì người ta sẽ mua đồ trên mạng cho nên những cổ phiếu đó vẫn là những cổ phiếu mà có cái sự tăng trưởng nhưng mà phần lớn tất cả cổ phiếu thì không có cách nào có thể đoán được là thu nhập tương lai sẽ ra sao Tại vì trong tương lai chúng ta sẽ có rất nhiều sự thay đổi về người tiêu dùng. Họ sẽ có những phản ứng như thế nào? Họ có chịu ra ngoài đường để mà tiêu dùng như trước đây hay là không? Kế tiếp các bạn thấy được là David Tepper, một cái nhà đầu tư nổi tiếng khác đã lên tiếng nói là thị trường cổ phiếu bây giờ là một thị trường cổ phiếu mà có một cái bong bóng lớn hơn là bong bóng năm 1999 có nghĩa là overvalue có nghĩa là cái giá cổ phiếu đã quá đắt so với cái giá thực tại Tại sao? Thì các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào S&P 500 thì như chúng ta mới vừa nói tới là cổ phiếu là phản ảnh suy nghĩ của nhà đầu tư. Cái giá đó là cái giá phản ảnh suy nghĩ của nhà đầu tư trong tương lai là công ty đó thu nhập như thế nào. Thì các bạn thấy được là bây giờ thu nhập thì hầu như là rất là thấp. Các công ty bây giờ là hầu như không có thu nhập. Chúng ta nói tới những công ty như là những công ty đầu tư về ngành du lịch, những công ty mà bán hàng trong mall. Các bạn thấy là những công ty đó là đang gặp rất nhiều khó khăn thu nhập thì không có nhưng mà mặt bằng vẫn phải trả vẫn phải trả rất nhiều chi phí và nhiều công ty là đang đứng trên bờ vực là phải phá sản nhưng mà cổ phiếu thì lại tăng lên trong vòng một tháng qua đến nỗi mà các bạn thấy được là trên màn hình đây chính là một số những cái thống kê của chỉ số S&P 500 so với lại thu nhập tương lai như thế nào thì các bạn thấy được là bây giờ thu nhập của cổ phiếu của S&P 500 trung bình đã hơn 20 lần cái giá cổ phiếu đã hơn 20 lần so với lại thu nhập Nghĩa là cái giá này đã ngang hàng với là những năm như là năm 2003, năm 2004 khi mà chúng ta đang cái mùa tăng trưởng trước khi mà gặp cái khung ngoại tài chính năm 2008. Bây giờ cái giá cổ phiếu tính theo thu nhập đã tăng lên 20 lần ngang hàng với năm 2003, năm 2004. Là một cái giá cho thấy là quá đắt tại vì tình hình bây giờ không thể đem đi so sánh với lại năm 2004. Đối với David Tepper, đây là một cái giá quá đắt ông ta không có hứng thú đó với chuyện chứng khoán bây giờ các bạn còn biết ai không mua chứng khoán nữa hay là không? các bạn thấy được là Berkshire Hathaway có nghĩa là công ty của Warren Buffett. Các bạn cũng đã biết là Warren Buffett đã bán hết tất cả những cổ phiếu liên quan tới hàng không. Chúng ta nói tới một cái video cách đây hơn một tuần. Và công ty của Warren Buffett Berkshire Hathaway bây giờ là thống kê hồi tháng 3 ngày 16 tây là có khoảng 125 tỷ đô la tiền mặt hay là những cái tài sản tương đương như tiền mặt thì tại sao lại giữ nhiều tiền mặt như vậy? Tại vì bây giờ là Berkshire Hathaway cảm thấy là không có một cái đầu tư nào mà đáng để được mạo hiểm trong lúc mà dịch bệnh đang xảy ra, không biết được là tương lai của công ty sẽ ra sao, sẽ còn có nhiều công ty khai phá sản hơn trong thời gian vài tháng tới đây. Đó là điều mà Warren Buffett tin tưởng. Cho nên bây giờ công ty của Warren Buffett vẫn giữ rất nhiều tiền mặt mà không đầu tư. Kế tiếp nữa các bạn thấy được là trước đây khi mà có dịch bệnh xảy ra thì một trong những cái lực mua trong thị trường đó chính là cái công ty đó lấy tiền thu nhập của công ty rồi mua lại cổ phiếu của họ ở trên thị trường để mà đẩy giá lên nhưng mà bây giờ các công ty không có thu nhập thì cái lực mua đó cũng mất đi thậm chí bây giờ là một số những công ty như là cái hãng hàng không khi mà họ nhận tiền hỗ trợ của chính phủ thì một trong những cái luật là họ không thể dùng tiền đó để mà mua cổ phiếu của chính công ty đó để mà tự đẩy giá lên có nghĩa là công ty không thể tự làm giá trên sàn khiến cho cái lực mua đó đã mất đi kế tiếp nữa đó chính là 401k lý do là sao mà thường nói với các bạn những vấn đề này để các bạn có thể có một cái nhìn tổng quát hơn là thị trường tài chính bây giờ tình hình là như thế nào khi chúng ta nói tới là chứng khoán trên các sàn giao dịch và sau đó các bạn có thể so sánh với lại Bitcoin và nếu như mà Bitcoin là một cái tài sản mà bây giờ được nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm tới mà thật sự Bitcoin có cái sự tăng trưởng như là mọi người mong đợi thì cái sự FOMO của những nhà đầu tư lớn vào Bitcoin sẽ càng lớn hơn Có thể là cái sự tăng trưởng kế tiếp này của Bitcoin là một tăng trưởng mà không ai có thể đoán trước được Cái giá sẽ lên rất là cao Nhưng mà trước hết chúng ta hay nói tới một lực mua khác mà lại bị giảm đi rất nhiều trong thời gian khi mà dịch bệnh xảy ra Đó chính là 41 k Nhưng mà nào mà sống ở Hoa Kỳ cũng đã biết là 41 k là một cái quỹ đầu tư về hưu Đây là một quỹ đầu tư mà người đi làm họ có thể là tự lấy một phần cái tiền thu nhập ra để mà mua cổ phiếu trái phiếu bất cứ gì mà họ muốn mua thông qua cái quỹ 401k này thì thường thường là họ mua phần thì cái công ty mà họ đang làm sẽ đưa thêm một phần tiền cho họ để mà mua đây giống như là một cái lợi ích cho nhân viên ở trong công ty thì trong cái thời kỳ dịch bệnh này thì các bạn sẽ thấy được là có rất nhiều công ty họ đã bãi bỏ cái phần mà công ty cho nhân viên, có nghĩa là bây giờ cái phần tiền mua đó chỉ là cái phần tiền đến từ nhân viên chứ không phải là đến từ công ty, cho nên cái lực mua đã giảm đi, thậm chí bây giờ có nhiều người họ cần tiền mặt cho nên họ đã ra quyết định là sẽ không tiếp tục để mà mua cổ phiếu thông qua cái chương trình 401k này. Đây là một lực bán đã bị giảm đi rất nhiều khi mà dịch bệnh xảy ra và các bạn thấy được là thu nhập thì không có lực mua thì lại tiếp tục giảm xuống và càng ngày càng rõ ràng hơn là cái sự hồi phục sẽ không nhanh như là mọi người tưởng tượng chứng khoán sẽ không có hồi phục như là chữ vi như là mọi người đang mong đợi đây là điều mà được nói tới bởi Jim Cramer có nghĩa là sao có nghĩa là nếu chúng ta nhìn vào chỉ số S&P 500 lấy ví dụ thì các bạn thấy được là sau khi mà tăng trưởng dịch bệnh xảy ra thì cổ phiếu đi xuống sau đó chúng ta thấy được có một số những cái sự hỗ trợ đến từ cục chữ liên bang cũng như là đến từ quốc hội làm cho cổ phiếu tăng là một phần nhưng mà bây giờ là cổ phiếu hầu như là không tiếp tục tăng nữa mà lại đứng nhiên trong chỗ đó thì vấn đề đây thì rất rõ ràng là nếu như mà mọi người hy vọng là chữ V có nghĩa là vừa đi xuống thì chúng ta sẽ có cái sự tăng trưởng mạnh đi ngược trở lên như là một chữ V các bạn nhìn thấy trên màn hình cái hy vọng đó hầu như đã mất đi tại vì các bạn thấy được là mở cửa thì rất rõ ràng là các công ty sẽ không có được thu nhập như xưa ngay lập tức đây sẽ là một cái cuộc mở cửa mà kéo dài và công ty muốn trở lại như xưa thì phải tốn rất nhiều thời gian tại vì bây giờ Jim Cramer nói là có mở cửa lại như trước đi nữa thì người dân không rất ngại ra đường tại vì bây giờ chúng ta vẫn chưa có thuốc vẫn chưa có vaccine cho nên tới khi nào mà người dân cảm thấy là họ an toàn thì họ mới ra đường để mà mua sắm như trước đây chứ còn bây giờ thì chưa phải. Và bây giờ vẫn còn rất nhiều những công ty đang sa thải nhân viên. Cho nên hồi phục chữ V hầu như là cơ hội đó đã mất. Bây giờ nhiều người đang hy vọng là hồi phục chữ U. Hồi phục chữ U có nghĩa là đi xuống rồi đi lên nhưng mà thời gian sẽ tốn lâu hơn chứ không phải là vừa đi xuống lên liền thì cơ hội này bây giờ đối với Jim Kramer là vẫn còn nhưng mà với điều kiện là phải có cái sự hy vọng là thuốc sẽ được có trong thời gian tới đây hay là có những tin tức tốt liên quan tới xin nếu không chúng ta sẽ thấy là hồi phục chỉ AL, nghĩa là sau khi đi xuống thì các bạn sẽ thấy được là thị trường chứng khoán sẽ đi hàng ngang thậm chí còn có thể có cơ hội đi xuống kế tiếp đó là điều, điều được nói tới bài Jim Kramer thì với những điều mà chúng ta mới vừa nói tới thì ai đang mua cổ phiếu nếu như mà mọi người được không mua các bạn thấy được là những nhà đầu tư lớn bây giờ không có mua à, các bạn thấy được là thất nghiệp thì rất nhiều người dân cũng không có mua những công ty bây giờ cũng không thể tự mua cổ phiếu của công ty của mình tại vì họ không còn tiền để mà mua thì ai đang mua thì câu trả lời là các bạn thấy được là người mua bây giờ lớn nhất đó vẫn là cục giữ liên bang vẫn là một đơn vị mà liên tục bơm tiền vào trong thị trường để mà cho các công ty có thể có cái số tiền cần thiết cái thị trường tiến dụng sẽ không có bị sụp đổ đó vẫn là cục dự trữ liên bang tôi nghĩ là bây giờ cục dự trữ liên bang the fed hầu như là đứng một mình để mà chống chọi với lại tình hình của thị trường và cục dự trữ liên bang đã liên tục kêu gọi là chính phủ của hoa kỳ nghĩa là quốc hội phải tiếp tục thông qua những cái gói hỗ trợ cần thiết để mà tiếp tục giúp đỡ cái thị trường chứng khoán này tiếp giúp đỡ ngành kinh tế tại vì nhiều công ty hơn sẽ phá sản nhiều người hơn sẽ bị sa thải nhưng mà nói tới phải nói lui không phải ai cũng nghĩ điều đó Nhưng mà những người mà nghĩ là thị trường bây giờ là một cái điểm tốt để mà mua Thì chỉ có bây giờ nổi tiếng là Bill Miller là một trong những người mà có tiếng tâm nghĩ là bây giờ là một mức tốt để mà thu mua cổ phiếu Nhưng mà vẫn là một thiểu số Phần đông các bạn thấy là không muốn đụng tới thị trường chứng khoán bây giờ Ngoại trừ là cục chỉ trữ liên bang bắt buộc là phải hỗ trợ thị trường Và với những điều mà chúng ta nói tới Thì các bạn thấy được là gần đây cũng có một số những nhà đầu tư lớn lên trên những đài truyền hình lớn để mà nói về Bitcoin Trong đó những người mà chúng ta quen thuộc như là Mike Nuberats thì chúng ta sẽ không nói tới Nhưng mà gần đây nhất đó chính là Paul Tudor Jones là coi như là một trong những cái hedge fund lớn đầu tiên thông báo chính thức là đã lưu trữ cái số lượng tiền trong hedge fund đó 1-2% là lưu trữ bằng Bitcoin Và khi chúng ta nói tới Bitcoin thì các bạn thấy được là Bitcoin trong thời gian qua thì như thế nào? Các bạn thấy là Bitcoin trong thời gian qua thì trong vòng từ đầu năm cho tới bây giờ đã có sự tăng trưởng tổng cộng là 36% so với lại vàng thì như thế nào các bạn thấy được là vàng từ đầu năm cho tới bây giờ tăng trưởng chỉ có 11,99% nghĩa là Bitcoin tăng trưởng hơn 3 lần vàng khi mà chúng ta so sánh với lại chỉ số S&P 500 thì ra sao thì các bạn thấy được là chỉ số S&P 500 từ đầu năm cho tới bây giờ thì đã giảm 11,7% Điều mình muốn chia sẻ với các bạn là nếu như mà chúng ta thấy những cái nhà đầu tư lớn mà đầu tư vào Bitcoin như là Paul Tudor Jones mà những cái quỹ đầu tư này từ đây đến cuối năm mà có được cái sự lợi nhuận cao tại vì đầu tư vào trong Bitcoin hay là cái sự thua lỗ sẽ ít hơn là những quỹ đầu tư khác tại vì các bạn thấy được là họ cũng đầu tư rất nhiều vào chứng khoán nếu chứng khoán đi xuống mà Bitcoin có sự tăng trưởng mạnh thì 2% ở trong những cái quỹ này có thể là trở thành 20% thậm chí là hơn con số đó thì có thể là giúp đỡ rất nhiều về cái sự lợi nhuận hay là thua lỗ trong cái quỹ đầu tư mà nếu như mà tại vì Bitcoin mà cái quỹ đầu tư này có được lợi nhuận năm nay hay là thua lỗ không như là những quỹ đầu tư khác thì các bạn có thể thấy được là những cái quỹ đầu tư mà chưa đầu tư vào Bitcoin sẽ FOMO vào thị trường Bitcoin tại vì những cái người khách hàng mà đầu tư vào những quỹ khác họ sẽ nói là tại sao mà cái quỹ đầu tư này lại bị thua lỗ trong khi mà những quỹ đầu tư như là của Paul Tudor Jones lại có cái sự tăng trưởng thì lý do khác biệt là chỉ có Bitcoin cho nên năm nay Bitcoin có cái sự tăng trưởng là một điều rất là quan trọng quan trọng hơn tất cả những năm khác các bạn thấy được là năm ngoái Bitcoin có thể là có cái sự tăng trưởng 100 phần trăm hay là năm trước đó có thể có sự tăng trưởng 200 phần trăm nhưng mà cũng không quan trọng mà Bitcoin có sự tăng trưởng 50 phần trăm 100 phần trăm năm nay tại vì bây giờ chúng ta đang đứng trước cái tình hình là thị trường cổ phiếu có thể là tiếp tục đi xuống chúng ta có thể là đi vào một cái vùng tối tâm hơn và Bitcoin có cơ hội để mà chứng minh được là một loại tài sản mà có thể đem đến giá trị trong một cái thời kỳ mà bất ổn này. Và với cái sự in tiền liên tục để mà đưa vào thị trường chứng khoán để mà hỗ trợ cái công ty qua các gói hỗ trợ cũng như là cái nỗ lực của cục dự trữ liên bang thì tôi nghĩ là nhiều người bây giờ vẫn cho là sau dịch bệnh này chúng ta sẽ có cái sự lạm phát rất là cao và tiền sẽ mất giá Bitcoin sẽ có cái sự tăng giá Và nói riêng về Bitcoin thì các bạn thấy được là khi chúng ta so sánh Bitcoin với những cái mảng đầu tư khác thì như thế nào Thì các bạn thấy được là khi chúng ta so sánh cái sự tương quan giữa Bitcoin với lệ vàng Các bạn thấy được là số 0 này, cái đường này có nghĩa là không có cái sự tương quan Con số dương có nghĩa là tương quan cùng một chiều và con số âm nghĩa là tương quan trái chiều có nghĩa là nếu như mà vàng lên thì bịt con xuống vàng xuống thì bịt con lên thì các bạn thấy được là trong vòng 3 năm qua năm 2017 cho tới bây giờ thì cái sự tương quan giữa vàng và bitcoin là hầu như không có tuy là nhiều người thì nói bitcoin là vàng điện tử nhưng mà khi chúng ta nhìn vào tài liệu thì cái giá của bitcoin so với vàng tính theo mỗi 365 ngày thì cái sự tương quan là hầu như không có Có khi là tương quan dương có nghĩa là Bitcoin với vàng đi cùng một chiều Bitcoin lên vàng lên Có khi là tương quan âm có nghĩa là đi ngược chiều Bitcoin lên vàng xuống vàng lên Bitcoin xuống Và trong cái thời kỳ dịch bệnh này thì các bạn thấy được là Vàng với Bitcoin thì đi cùng một xu hướng Nhưng mà trong lịch sử Bitcoin vẫn là một loại tài sản Mà không có phải là đi cùng một xu hướng với lại vàng Có nghĩa là một loại tài sản độc lập và khi chúng ta so sánh Bitcoin với lại chỉ số S&P 500, có nghĩa là so sánh Bitcoin với lại cổ phiếu thì cũng tương tự, từ năm 2016 cho tới bây giờ, các bạn thấy được là số 0 này có nghĩa là không có sự tương quan thì có khi Bitcoin với lại cổ phiếu là tương quan ngược chiều, có khi là tương quan cùng chiều. Trong thời gian mà dịch bệnh này xảy ra thì cái sự tương quan cùng chiều đã tăng lên rất là nhiều. Tại vì các bạn cũng đã biết là một trong những điều mình thường tin tưởng đó chính là khi mà mọi người cần tiền thì tất cả tài sản nào có thể bán họ cũng sẽ bán. Có nghĩa là vàng, bitcoin, cổ phiếu, trái phiếu đều cũng sẽ bị bán cho nên cái sự tương quan mới tăng lên trong thời gian gần đây. Nhưng mà trong lịch sử các bạn thấy được là không phải lúc nào bitcoin cũng đi cùng chiều với lại cổ phiếu. So với lại vàng các bạn thấy được là vàng thì rất khác bitcoin tại vì vàng chúng ta nhìn vào lịch sử thì vàng với lại cổ phiếu chúng ta nói tới là S&P 500 và vàng mỗi 180 ngày thì các bạn thấy được là từ năm 2016 cho tới bây giờ thì vàng rất rõ ràng là phần lớn là có cái sự tương quan ngược chiều với lời cổ phiếu cái sự tương quan cùng chiều rất là ít có nghĩa là phần lớn nếu như mà vàng lên thì cổ phiếu xuống nếu như cổ phiếu lên thì vàng xuống cho nên điều mà thường muốn kết luận với các bạn ở đây là Bitcoin thì nhiều người cho là vàng điện tử. Nhưng mà khi mà chúng ta thật sự nhìn vào Bitcoin thì bitcoin không có phải là lúc nào cũng đi cùng chiều với là vàng khi mà chúng ta nói tới giá cả nhưng mà điều đó không phải là xấu đây là một điều mà cực kỳ tốt đối với thuận tại vì bitcoin chứng minh được trong vòng mấy năm qua là một loại tài sản có cái sự di chuyển giá cả độc lập không có phải là tương quan với bất cứ một cái mảng đầu tư nào và đây là một điều rất cần thiết để có thể có được một vị trí trong các quỹ đầu tư và nhiều bạn có sự nhầm lẫn là khi nói tới bitcoin là một cái mảng đầu tư độc lập thì nghĩ là cổ phiếu lên thì Bitcoin xuống, cổ phiếu xuống thì Bitcoin lên Đó không phải là độc lập mà đó là có cái sự tương quan ngược chiều như là vàng với là cổ phiếu Bitcoin là hoàn toàn độc lập, không đi theo vàng cũng không đi theo cổ phiếu Mà Bitcoin có cái sự tăng trưởng riêng là một mảng đầu tư độc lập Và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ Thuận Capital, các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn NAPX và sàn Bybit Tham gia sàn NAPX bằng cách bấm vào link tham gia sàn Sau khi mày đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trị miễn phí thông qua Telegram Tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm, các bạn có thể có được lợi nhuận cao Nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao, các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống Thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận Nhưng mà chơi margin không phù hợp như những bạn mới chỉ phù hợp như những bạn nào mà có kinh nghiệm trading nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin các bạn có thể tham gia sàn binance tham gia thông qua link của khác ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch sau khi mà giao dịch sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn ba sàn này starbex bybit và binance là ba sàn quốc tế nếu như mà các bạn là một người ở hoa kỳ các bạn có thể tham gia sàn coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuận Capital ở trên trang web thuậncapital.com. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.